Rồi ok quý anh em, thì hình cơ bản thì con xe MT 2000 này em đã rã xong. Thì bây giờ em có khách chốt một số món rồi. Còn một số món em cần bán cho quý anh em đây. Tiếp thị bán cho quý anh em đây, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em ha. Nói chung xe tầm trung anh em chứ không phải xe đẹp, mấy con xe này rã riết thì nói thẳng ra. Không có lãi anh em ơi. Rồi nói thì cái chuyện em nói đây em nói, anh em tin tin nguyện của anh em. Thì bây giờ em còn một số món đây em chào bán với anh em, rồi có gì anh em nào chốt giấy hay chốt máy gì thì hú. Rồi ngày mai em gả máy luôn, em cũng ngày mai em có kèo em vô đầu lòng với dên lóc cho người ta nữa kìa. Rồi xe cộ bây giờ em nói anh em 110 giờ nó mắc quá, làm biết hết sống. Đây là ốc của nguyên con xe này gã ra, nói chung ốc không có đẹp anh em ơi, ốc không có đẹp nha anh em. Cây chống đứng này dính cốt rồi thì em dục cho anh em luôn nè, anh em về có đẩy cốt ra được thì mình cho anh em thợ tiện người ta đẩy ra cho anh em xài đó ha. Cùi dĩa luôn ha anh em, full vỏ ốc này bán cùi dĩa luôn, dạ ghẻ thôi anh em, ghẻ thôi đó, cốt trước cốt sau cốt gấp gì đó, cốt treo máy ở cốt treo máy đẹp nha, cốt trước cốt sau cốt gấp nó về có gam xi gì đó được gam. Cốt treo máy mới gã lần đầu anh em. Ừ. Ốc bẩn, ốc báo, ốc gì đó. Nó đầy đủ như vậy, hết như vậy, đóng vậy đó 300.000. Đó, luôn cùi dĩa luôn 300.000, không có con cóc nha. Đó, hết đóng này vậy nè 300.000. Rồi. Điện sườn. Điện sườn thì nó có chớp sạc gle đề thì bán giá như là giá bèo nhèo luôn. Chớp sạc gle đề luôn, điện sườn luôn 600, cộng điện sườn này không có đứt nối anh em. Ừ. Nội chớp sạc gle đề không hết 300.000 rồi. Có một cái thùng đầu ở dưới nó có tét nghe anh em đó, còn điện sườn thì em bao anh em không có đứt nối, dắt zin không à. Ừ. Dây càng em lặn cho anh em coi, dây mô bin cọc cầu chì này zin luôn nghe anh em, có cục điện trở zin nè, có tóp chân luôn nghe anh em, cọc đẹp nè anh em, cọc mát cọc lửa gì đẹp hết nghe anh em, cọc mát cọc lửa gì đẹp hết không có yếu nha. Đó. Đó, bao anh em không có đứt nối. Chữ nghĩa gì còn nè. 600.000 luôn, chớp sạc gle đề luôn, tóp chân đầy đủ. Ghi đông sọ khỉ thắng đĩa 500. Bao ngay thẳng không cong quên, không quịch. Nè, không có quịch nha. Đó. Anh em về có gam xi gì đó gam, anh em đợi em xíu. Tiếp nè anh em. Đi đông sô khỉ này 500 mấy anh em. Thôi bán anh em mệt quá bán 450.000 hỗ trợ anh em 50.000 phí ship đi. Đó, nó có gù đối trọng nội, lối gù đối trọng hai bên là bán 108 rồi. Đi đông sô khỉ đúng quay 110 đúng thắng đĩa nè. Thắng đùm là ở đây nó có cái gâu nha anh em. Thì anh em mua về sơn si đồ lại nó cũng rẻ. Chứ bây giờ cây đi đông sô khỉ mà thắng đĩa cây đi đông đẹp em mới bán cây gần 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi cây á. Rồi tiếp theo. IC thì IC đẹp anh em cần hú em 550.000 cục, IC quay 110 em còn nhiều lắm. Còn cả chục cục á, 550.000 một cục. Hàng đẹp như vậy nè, mới tháo. Đó, dắt zin là bao anh em không có lung lay, không có yếu dắt tắt máy 550.000 cục. Còn đây cục mô bin sườn này nè là nó có bị nứt mặt lưng nè anh em. Bao sóng nha, thì sớm có test trên xe nổ đùng đùng cho anh em đó. Cục này canh cùi dĩa dùng cho đóng ốc này cho anh em. Nguyên đóng ốc này 300.000 luôn cùi dĩa, nổi cùi dĩa hết 200 mẹ nó rồi. Ba cây cốt treo máy này 150 rồi hút giá luôn rồi. Đừng tính tới ốc ác gì chống đứng gì trơn cho nó mệt. Rồi cục mô bin sườn này 200.000, đúng đời 2000, có nứt mặt lưng xài vô tư bình thường đó nè, đóng đá 99 ở trên sợi dây nè, mà có một cái dạng xe dâu thời á, tẩu này tẩu alpha xài bình thường 200.000. Giò đạp này 200 nè, giò đạp này ok xi sáng đẹp, có ốc số 8 luôn, ở trong này mã 9k không chạy nha, 200.000. Chẳng ba đẹp nè, cây chẳng ba này bán 500. Chẳng ba rất là đẹp luôn. Bao không công quăng. Mã số 99 nè. Rồi đúng rồi, đọc từ đây qua đúng 99 luôn rồi. Đúng mã số 99. Sáng đọc lộn ha, đọc 66 mà đâu đúng đâu, đọc đúng chiều này mới đúng chứ. Đúng chiều bên phải đọc qua này cầm vậy nè, mới đúng nè, 99 nè. Rồi sáng đọc là quay cây chẳng ba ngược qua vậy thì đâu đúng. Theo hướng nó phải vậy chứ. 99 nè. Đọc 99 đang bán cho nó lẹ. Rồi chén trên này ốc tán xấu bán 500, nhưng mà bao anh em là cây chẳng ba này là cái
không có bầm không có gì nha. Nè, rất là đẹp luôn nha. 500 đồng hồ 800 kim còn rõ còn đẹp, không rung giật kim, không bị mặt trăng, bao ghim toàn tập nha. Trời ơi trời, đồng hồ nè. Thì chứ mấy cái xe này không có gì để diễn tả được cô ơi. Đế nó nhét cái giống gì vô đây trời. Ô, nó chám đựng cho nước vô, nó để keo đựng cho nước vô chứ dắt ghim. Giật luôn rồi. Ôi dắt ghim tại nó chám keo đựng cho nước vô, tưởng đâu là cái gì chứ. Không có gì nghe, bình thường anh em. Rồi đồng hồ này bán cho anh em giá là 800 ngàn, bao hoạt động full chức năng. Đúng quay thái 110. Luôn bờ cổ vô luôn nè, 800 dây dắt ghim nha. Đợi em xíu anh em. Rồi trời cũng sắp tối hơi hơi bật led các anh em ơi. Bây giờ hao cặp phục đĩa đó, bây giờ gấp cặt te với phục đĩa này thì để lại cho ông anh, để sơn lại cho ổng, ổng dọn xe, ổng mua bộ giấy MT99 với cục máy rồi. Thì anh em mình đang cáp kèo để trao đổi nữa. Tay dây heo này cũng để lại cho ổng luôn. Vì còn gì đâu trời. Còn bách nạ đĩa 99 để cho ổng luôn, cục đĩa để chổng luôn, tay dây heo để chổng luôn. Tay dây heo này bây giờ để nữa thiết kế cho ổng cộng dây dầu đẹp đẹp cái xe dọn mà thôi, tay dây heo này bán đi. Để nữa kiếm con heo phôi đẹp bỏ đi sơn, kiếm cộng dây dầu khủng khủng cho ổng. Tay dây heo này 2 triệu, tay dây heo này cũng đẹp lắm nha. Tay dây heo này con heo là 2.000 anh em. Con heo là 2.000, con heo này giờ anh em phải vệ sinh lại nha anh em, mới ngon nha. Vệ sinh lại rồi anh em thích để sơn riêng đó thì để. Sơn riêng nó cũng thẳng lắm. Nó sơn riêng nó cũng thẳng lắm anh em. Có đây bên cái vòng tròn này nó có trầy lông mèo ở ngoài. Phôi đẹp cực kỳ nha. Dây dầu 99 luôn. Bát kẹp dây dầu là đẹp miễn bàn nha, dính dơ thôi. Bán 2 triệu tay dây heo. Đó. Còn không thì em bỏ để này sơn giỏng luôn. Cũng được, này cũng khá đó, dây dầu nó cũng khá ok lắm. Nè, dây dầu nè, chưa có tét ống gì hết trơn á, thấy không? Vệ sinh lại là ngon. Bạch nà đĩa 99 nè, 500 ngàn. Có chữ C riêng đàng hoàng đẹp. Này chừa chổng luôn quá, chừa chổng chung cặp phục đĩa này bỏ sơn giỏng luôn quá. Giờ còn cái gì đâu trời, gì bán muốn hết bà nó rồi. Tối lên với anh em cặp cốt 2.000 cặp lắm nè, cốt theo xe nè, tán theo xe nè, bắt tăng sơn cục canh theo xe nè. Tới một chuyện không, đầu còn chấm sơn luôn nha. Ngày to rất là đẹp luôn nha. Cái gấp cặp te này hơi bị khủng rồi. Rồi bây giờ còn bộ bình xăng con 99. Bộ bình xăng con 2.000, chứ xin lỗi anh em nha. 7HAA0D07. Nước da đẹp nha. Đây chạy xăng. 1 triệu full bộ giao cho anh em 1.7 triệu. Bao guarantee ngon ha, trên xe này thì anh em cũng nghe rồi ha. Còn anh em mà lấy full máy, cục máy bích nè. Anh em có cục máy này giao thời, cục máy này cốt tải 99. Cốt tải đầu bằng 99 nè. Cốt tải đẹp luôn nè. Chưa lúng chưa khuyết gì luôn nè. Thấy không? Cốt tải 99 chưa lúng chưa khuyết gì luôn nha, máy em chạy bóc chạy ngon. Giờ anh em lấy full máy thì 18 triệu. Đó. Máy là ba nắp này sơn sigin, không qua dặm tốt. Rồi cái lốc lửa nó có dặm chỗ này nè nha. Sườn nè, sườn MT này bị dính đất dơ nè, dưa rửa. Sườn MT, sườn thì hồ sơ cầm tay. Bao anh em không có một lũng nha. Bộ giấy này anh em nào lấy bán 12 triệu, giấy máy luôn 30. Đó. Thì còn một số món thôi, còn cái cần số, quên cặp bánh nữa. Cần số nó bán 150 ngàn, cần số 2.000 theo xe. Chữ C cộng dày cui nè, 150 ngàn. Còn cặp bánh này bán 2 triệu rưỡi.
má đầm sơn rim khá là đẹp nha. Cặp mục là cặp niềm thái mới rồi. Câm này thì câm dạng xuống chì có xét chân nha. Đầm đĩa sơn rim khá là đẹp nha anh em. Đầm đĩa này sơn rim khá là đẹp á. Đầm đĩa đúng đầm đĩa quay 110 ngay phía tròn nha anh em. Sơn rim khá là đẹp ha. Niềm thái mới một cặp nha, không một lũng nha anh em. Niềm thái mới một cặp luôn, si bóng ngáo luôn, không có một lũng nha anh em. Đó, không có một lũng, có miếng đĩa luôn. Mà miếng đĩa này lòng trong nó không được đẹp mấy ha, nhưng mà miếng đĩa này chưa có giận gì hết trơn á. Bán 2,5 triệu à. Niềm thái mới một cặp ha. Câm nói chung là có xét nha, câm nói chung là nó cũng câm sao thì ok nè, nhưng mà nó cũng có xét chân nha anh em. Ừ. Tăng bua đẹp, không lỏng lưng bật đạn. Đó. Tăng bua gì cùi à. Không có đóng tăng bua tăng báo gì nha. Đúng cặp bánh 2000 theo xe. Đó. Cái mé này có dặm nhẹ nè. Rồi cặp bánh này bán cho anh em giá 2,5 triệu. Đó. Má đầm sơn zin đẹp luôn. Cho anh em con cốc km luôn. Đó, rồi. Nó lẹ, còn anh em ổn không ổn ngoài trẻ máy này luôn ha. Anh em cần đồ gì hú máy này, cái đầu hơi rất là căng nha. Đó. Thì bây giờ phục đĩa này anh em là có lấy thì giao 2,5 triệu đó. Mình còn nhiều phục đĩa lắm, mình bỏ sơn cho ông anh mình. Bây giờ mình bán hết đó. Tại giờ ba cái đồ mình còn nhiều lắm. HM1 nè. Trùng mã đó, đời 2000. Thì anh em nào lấy phôi đẹp này về sơn thì sơn ti một cặp là whip slip nha. Ti whip slip nắp chụp phục đầy đủ nha, cặp này 2,5 triệu. Này dính mỡ bò dơ nha. Trùng mã nha, HM1 trùng mã. Trời ơi, chấm mực hồng, mực vàng tà le nè. Nè, HM1 trùng mã đời 2000 nè. Nó trùng mã cặp hai bên luôn, ti đẹp, bao căng. 2,5 triệu. Tai dây heo 2 triệu. Bát nạ đĩa 500. Đúng 99. Đó, mấy cái này mình còn. Anh em nào chốt cái chốt đi rồi mình nó thảy đi sơn cho ổng. Ghi đông này thì 500 đó, đúng một cơm lê đĩa của nó luôn đó. Ghi đông đĩa nè, bách nạ nè, tai dây heo nè, phục đĩa nè. Nó đúng cơm lê luôn đó, anh em lên đĩa thì chơi đi. Đó. Phục đĩa, bách nạ đĩa. Phục đĩa, bách nạ đĩa. Tai dây heo. Đó, đúng cơm lê lên đĩa luôn đó, tai dây heo ghi đông sò khỉ đĩa. Bách nạ đĩa phục đĩa. Rồi. 2 triệu. 2,5 triệu, 3 triệu. 5 triệu chẳng, anh em lấy nguyên combo bớt 204,8 triệu. Rồi. Nhanh gọn lẹ xúc tích. Chào anh em nha, chúc anh em sức khỏe. Anh em cần gì hú. Tối nay lên với anh em mới đồ máy 110 rồi. Má thì ông anh cũng lấy cái đầu cũng làm độ luôn, ác thiệt chứ trời. Uổng. Má nguyên cái vỏ đầu tồn luôn anh em. Cũng đem đi móc chảo làm độ luôn nè. Tới một chuyện thiệt chứ. Móc chảo lớn luôn nè. 160 ly gử. Vỏ đầu tồn luôn, nguyên cái vỏ đầu tồn luôn. Uổng thiệt. Tối nay lên sóng đồ giá rẻ, lóc số này trả ổng, lóc số này bán đủ nợ luôn à. Lóc số này số đẹp đó anh em. Trả cho ổng chung 3 nắp tồn, 2 nắp tồn. Còn đóng nó bán hết rồi. Vậy nha, chào anh em nha. Bô cũng bán rồi anh em, bô bán rồi. Vậy nha anh em nha. Mình để mình tranh thủ mình rã con này liền cái, đặng ngày mai bỏ đi sơn. Vậy nha anh em, chào anh em nha.